Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lo sợ vỡ dịch Việt Nam ngừng nhập cảnh người nước ngoài và người gốc Việt có giấy miễn thị thực. Việt Nam loan báo tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài và người Việt gốc Việt được cấp giấy miễn thị thực trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona ở Việt Nam tăng lên tới mức hơn 100 ca và cho đến 21 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Và tổng số ca đã vượt quá 100 lên tới 106 ca và con số này tiếp tục tăng lên từng giờ. Thông báo phát đi từ văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thứ Bảy nói quy định này sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Thông báo cũng nêu lên một số trường hợp nhập cảnh được cho phép như ngoại giao hay công vụ và các trường hợp đặc biệt như khách nước ngoài tham dự phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động, kỹ thuật cao. Đây là hình ảnh cuộc họp thường trực chính phủ vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 vừa qua tại Hà Nội. Người Việt Nam ở nước ngoài như học sinh, sinh viên, người lao động, Việt Kiều yêu cầu hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại, theo thông báo đề ra. Ghi rất rõ như sau, trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, Vận tải, chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay, thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. Thông báo nói thêm, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác ở nước ngoài khi về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm định, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng chống dịch bệnh hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định. Quy định mới áp dụng cho nhập cảnh cả đường biển, đường thủy, đường bộ và đường hàng không, theo thông báo được đưa ra. Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận 106 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới, cùng được biết tới với cái tên gọi COVID-19. Theo số liệu đăng trên trang Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, không có trường hợp tử vong nào liên quan đến dịch bệnh được báo cáo và 17 trường hợp đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, con số này ngày càng cao. Hôm 17 tháng 3 năm 2020, fanpage của ca sĩ Khắc Việt với hơn 3,6 triệu người đã đăng tải dòng trạng thái về Việt Kiều gây tranh cãi với cách diễn tả rằng ở quê em làm nông, sang nước ngoài em làm neo, nay em thành Việt Kiều. Đây là hình ảnh chụp trang fanpage của ca sĩ Khắc Việt có 3,6 triệu người theo dõi. Cụ thể, ca sĩ sinh năm 1987 đăng hình ảnh một người Việt Nam ở nước ngoài về nước vừa qua có phát biểu gây tranh cãi giữa dịch virus corona và chia sẻ như sau. Ở quê em làm nông, sang nước ngoài em làm neo, nay em thành Việt Kiều. Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài. Dịch đến cả thế giới, bên Tây thì em chả biết gọi điện số nào để kiểm tra y tế. Nếu có thì bị cũng sợ không dám báo vì chữa đắt quá. Bên ta thì chữa chả mất tiền, ho một cái có người đến bế đi luôn, chăm luôn. Đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này. Thế mà là em mò về tổ quốc để nhỡ có bị sao thì giúp cho an toàn. Ngày đi phải nhớ đến ngày về, câu chuyện luyên thuyên nhưng lại là chuyện có thật. Tổ quốc luôn chào đón, những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế vẫn luôn hiện diện tại đất nước nhỏ bé nhưng rất phi thường. Và vẫn luôn đầy tình người này, đừng làm tự nhục nó. Khắc Việt đã chia sẻ như vậy trên mạng xã hội và trên trang của anh. Ngụ ý Khắc Việt là chê bai Việt Kiều và cho rằng ở nước ngoài không bằng Việt Nam về chính sách chống virus cúm Vũ Hán. Và vì thế Việt Kiều phải chạy về Việt Nam để trốn dịch. Và đến ngày 19 tháng 3, ca sĩ này có thêm một bài giải thích về bài viết trước đó. Cho rằng anh không có vấn đề gì với ngành làm móng tay mà vấn đề chính là sự nhạy cảm, chúng tim đen và sự suy luận của quý vị. Đây là hình ảnh ca sĩ Khắc Việt nói rằng tổ quốc Việt Nam nhỏ bé nhưng rất phi thường. Mà kể cả quý vị có làm những gì cao sang, quý vị cũng chẳng có quyền gì về hạch sách và phỉ báng người dân trong nước. Quý vị thấy tổn thương, thế những người ở trong nước Việt Nam chúng tôi, khi nghe quý vị từ nước ngoài về chửi rủa chê bai chúng tôi lại không thấy tổn thương ư? Quý vị có biết quý vị về tổ quốc, qua sân bay những xét nghiệm hay nằm cách ly, sau này dịch hết quý vị trở lại trời Tây, những đống hoang tàn ấy
lại là từ tiền thuế đóng góp của chúng tôi không? Quý vị biết tiền cách ly, đồ ăn, thức uống các vị đang dùng cũng là tiền mà những người trong nước chúng tôi đang đóng không? Khắc Việt đã giải thích và lý luận như vậy. Tuy nhiên có rất nhiều quan điểm ngược với ca sĩ này. Nhà báo Tristan Nguyễn ở Pháp bình luận rằng đề tài Việt Kiều về nước trốn dịch được Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua bộ phận tuyên giáo tuồn ra một cách có bài bản. Sau đó được một số người dân Việt Nam tiếp tay và tạo thành dư luận ầm ĩ. Doanh nhân Lê Hoài Anh có bình luận khá tương tự với nội dung tuyên giáo đã thành công rực rỡ khi mà đa số người Việt giờ đã nghĩ rằng cúng tàu là do Việt Kiều khắp nơi mang về Việt Nam nhé. Và Facebook Hoàng Mạnh Hải thì cho rằng sự hiểu nhầm và kém hiểu biết của một cách đáng thương cũng những từ ngữ kiểu về quê trốn dịch, Việt Kiều hồi hương từ Covid-19, gánh nặng cho quê hương hoặc ngạo nghễ là sự thật không chính xác. Đây là hình ảnh chuyến bay vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 đón 29 công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán về nước, được các dự luận viên trên trang Facebook mô tả bằng các từ như ngạo nghễ quá Việt Nam ơi. Facebook Hoàng Mạnh Hải viết như sau. Những từ ngữ kiểu về quê trốn dịch, Việt Kiều hồi hương từ vì Covid-19, gánh nặng cho quê hương hoặc ngạo nghễ là thực sự không chính xác. Việt Nam cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới không phải là nơi an toàn trước đại dịch này. Tưởng lầm như vậy là rất nguy hiểm. Những người có kiến thức từ chính phủ đến người dân, từ tri thức đến bình dân đều biết là chúng ta không an toàn hơn Âu, Mỹ, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Một khi đã gọi là đại dịch toàn cầu thì tất cả đều phải trải qua đỉnh dịch rồi mới kết thúc được. Những gì ta thấy chỉ là vấn đề thời gian, trước hay sau, chết nhiều hay chết ít mà thôi. Những gì ta thấy chỉ là vấn đề tất cả những thông tin, tin tức của vaccine được bào chế thành công, không có vaccine trong đại dịch này, thì cả thế giới sẽ chỉ có vài tỷ người bị nhiễm và vài chục triệu người chết. Làm ơn đừng mê muội nữa. Việt Kiều hiểu theo nghĩa của những người đã sống lâu năm ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài. Thì từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, những người bình thường không ai nghĩ nên về Việt Nam để tránh dịch cả. Họ biết vaccine sẽ được sản xuất sớm nhất ở Mỹ và kế đến là châu Âu chứ không phải là châu Á. Càng không phải là Việt Nam, những người Việt Nam từ nước ngoài đang bay về đa số là du học sinh, người đi lao động xuất khẩu, đi thăm thân nhân, bạn bè, đi công tác, chứ không phải Việt Kiều. Hoàng Mạnh Hải đã khẳng định như vậy. Và cần phải khẳng định đây một lần nữa thật rõ ràng về vấn đề cụ thể rằng phần lớn Việt Kiều đúng nghĩa, từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến Mỹ, người bình thường, không ai nghĩ về Việt Nam để tránh dịch lúc này. Đây là hình ảnh tổng giá trị kiều hối do Việt Kiều gửi về từ năm 2019 là khoảng 17 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới đã xác định Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất thế giới. Chia sẻ được chia sẻ tiếp theo. Gánh nặng. Tôi không hiểu chính phủ sẽ phiền lòng như thế nào khi nghe các bạn nói thế. Trong quản lý đất nước, dòng tiền là yếu tố hàng đầu và mười mấy tỷ đô la một năm do Việt Kiều chuyển về nước là một động lực rất quan trọng. Việt Kiều đỡ bớt gánh nặng cho quê hương chứ không phải là gánh nặng. Tiếp theo, Facebook này chia sẻ, ngạo nghễ đây là từ mà nếu dùng để khen thì những người có chút tư cách không ai muốn nhận. Cái quốc gia bay qua Vũ Hán đón dân của họ về nước có hàng trăm chuyến, rất nhiều quốc gia đã làm như vậy. Chuyến bay của chúng ta lẫn chìm trong số đó, không nên gọi đó là chuyến bay ngạo nghễ. Trước hình ảnh các bác sĩ, y tá đang oằn mình chống dịch, chúng tôi cũng cảm thấy làm cảm động và biết ơn nhiều người trong số đó là bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn các bạn hãy biết cách khen những con người khiêm tốn đó. Họ học hành không chỉ để làm chuyên môn y tế, mà họ học hành để biết rằng cái oằn lưng của họ vốn là một lẽ tự nhiên. Như người lính trong chiến trường, thời chiến tranh, như người thầy trong thời rốt nát, như người thủy thủ trên đại dương sóng cả, như người thợ mỏ dưới hầm sâu. Ai cũng có dịp được thể hiện tình yêu đồng bào, đồng loại mà phải quên đi cả tính mạng của mình. Thương họ thì cũng phải hiểu, mà thương cho đúng, chứ tỏ ra hằn học với người từ nước ngoài trở về quê hương lúc này, chỉ sợ làm tăng thêm gánh nặng cho họ, thì đó là không hiểu gì đâu. Và tiếp theo Facebook, Thanh Trần cũng đồng quan điểm và cho rằng, những người về nước hoàn toàn là người Việt chính cống, nhưng lại được báo chí Việt Nam khoác lên cái áo thương hiệu là Việt Kiều. Sự nhầm lẫn này rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh bên trong một khu vực cách ly thuộc khu quân sự Đồng Nghệ, Đà Nẵng. Facebook Thanh Trần thì viết như sau. Việt Kiều họ không về đợt này đâu.
gọi là Việt Kiều có nghĩa là họ đã có quốc tịch nước ngoài hoặc thẻ xanh, định cư dài hạn ở nước ngoài rồi. Họ hưởng quyền lợi như một công dân bình thường bên đó, miễn phí hoàn toàn 100% chi phí điều trị cúm tàu. Khi các nước đều xem là đại dịch, lập tức miễn phí 100%. Một số nước còn phát tiền cho dân chúng. Mỹ tiến thêm một bước, ngoài tiền thì phát thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người. Có nghĩa là không những nuôi người bị cách ly mà nuôi luôn cả người nằm nhà chơi. Tóm lại, chẳng có lý do gì để họ vượt, họ về đợt này cả. Những người về đợt này là một là du học, con ông cháu cha cũng có thể trong này hoặc là tư bản đỏ. Hai là người xuất khẩu lao động. Ba là những cái người đi lao động tình dục hoặc là xuất khẩu lao động chui. Toàn là người Việt chính cống đấy. Vậy tại sao các báo đồng loạt khoác lên áo của họ với từ ngữ là Việt Kiều? Đây là sự nhầm lẫn. Vấn đề là trước kia chỉ có 16 ca nghi nhiễm, cộng với vài người bị cách ly, hầu hết dính tới yếu tố Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam không phải là người muốn thu tiền nhưng lại sợ không dám thu. Bạn vàng mà tế nhị lắm. Thế nên nhân cơ hội ấy tuyên truyền luôn là miễn phí 100% cho ai. Facebook này đã chia sẻ như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de. Chào các bạn.